Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Thì hôm nay á, tụi mình sẽ thực hiện một chuyến đi trong cái dịp Long Weekend đợt này là ngày Labor Day. Đó, tụi mình sẽ đi South Australia, đi Nam Úc để mà đi bắt ghẻ xanh. Đó, đợt này á là tháng 3. Thường thường á, mình ít khi đi bắt vào tháng này. Mình hay đi vào đâu tháng 1 á. Đó, thì đợt này đi thì không biết có hay không. Thì mình sẽ quay clip lại cho mọi người xem. Vậy là mình sẽ quay clip hướng dẫn làm sao bắt ghẻ xanh ở Nam Úc và mồi của mình bắt ghẻ xanh là mồi gì. Đó, thì bây giờ là gần 9 giờ tối rồi. Mình sẽ lên đường, mình chạy xe qua đêm để ngày mai á, mong là tới đó là sẽ nghỉ ngơi chút xíu xong là đem đồ ra bắt cua luôn, bắt ghẻ xanh luôn để xem là như thế nào nhá. Mình cũng đang rất là háo hức lắm. Mình quay cho mọi người xem cái freeway, cái cao tốc ở Úc buổi đêm là như thế nào nhá. Hiện tại là 10 giờ kém 15. Đó. Đường rất là vắng luôn. Mà cao tốc này là không có đèn gì hết á. Lúc nào á mà đi vào gần mấy cái town á thì bắt đầu mới có đèn đường, chứ không là cao tốc tối hù này. Đó, thấy chưa? Mà lại ban đêm á ở Úc á thì mọi người nên cẩn thận là sẽ có kangaroo. Nhiều khi nó nhảy từ hai bên này này, hai bên đường này. Đó, nó thấy đèn ô tô sáng á, nó nhảy ra. Đó, thì phải thực sự rất là cẩn thận. Bởi vậy cho nên là nếu mọi người mà để ý á, thì thường thường những cái xe mà xe to ở Úc á, giống như cái xe mà xe gia đình lớn á, SUV hoặc là xe 4x4 á, thì thường người ta sẽ gắn mấy cái càng trước, mấy cái bu ba. Đó, để cho kangaroo hay cái gì nó chạy ra mình có đâm vào á, thì nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đấy. Còn chạy ban đêm thì mình đi xa, mình thích chạy vào ban đêm hơn. Thứ nhất á là nó mát mẻ, mà thứ hai là ít xe, chạy nó thoải mái. Đó, không có sợ tắc đường. Đó, thấy chưa? Đấy. Mà nói thêm cho mọi người biết là cái luật lái xe ở Úc á là các bạn chỉ được phép đi lên bên phải này nếu mà overtake, còn không á khi mà đã vượt qua xe khác rồi các bạn phải đi sang bên trái. Đó, để nhường cái lên về bên phải cho những ai mà có nhu cầu đi nhanh á, hoặc là những cái xe emergency á thì người ta sẽ đi phía bên phải đấy. Còn mình đi đường dài mình cứ set cruise control, set cái tốc độ là chạy thoải mái thôi. Thực ra cũng có gì mệt, chủ yếu là phải lái ban đêm á thì mình khuyên là nếu mà các bạn buồn ngủ á, kiểu có dấu hiệu mà buồn ngủ là nên dừng lại nghỉ 10-15 phút gì đấy, lúc nào khỏe thì đi tiếp chứ đừng lại gắng nhá. Rất là nguy hiểm ban đêm, tại vì lái ban đêm là cần cái sự tập trung rất là lớn luôn. Nhìn xe trước này, rồi vừa nhìn kangaroo rồi này. Đấy. Thì cũng may là cái chiếc xe Ford Ranger này của tụi mình á là nó có cái chức năng á là cái đèn pha nó từ bật lên, nó từ tắt nếu mà phía trước của mình nó không có xe. Đấy, để tránh chói mắt cho xe ở trước thì nó rất là tiện luôn. Đấy, nếu các bạn để ý thì phía trước của mình á đang có một chiếc xe cho nên là nó chưa mở, còn lúc nào mà không còn cái xe để nó sẽ tự mở lên á, thì rất là tiện cho mình lái xe buổi đêm, mình không phải tự mở á, nó sẽ rất là lười. Rồi bây giờ mọi người thấy cái đèn đường phía trước không? Đấy, là cái đèn đường phía trước đấy là chuẩn bị đi qua cái đoạn đường giao nhau hoặc là chuẩn bị vào trong tháo á, thì nó sẽ để những cái đèn đường sáng như thế này để cho mọi người chú ý hơn, vậy là dễ nhìn thấy nhau hơn, đỡ gây tai nạn, thấy chưa? Còn đường cao tốc này chạy sướng lắm, tốc độ thì 110, đó, cứ set cruise control xong rồi chạy là thoải mái luôn.
Dạ. Ok, rồi bây giờ mình còn khoảng cỡ 2 tiếng rưỡi nữa là sẽ tới cái vị trí cây xăng để đổ xăng. Tập ập cho cái bình xăng của tụi mình. Xong rồi chạy tiếp. Dự tính là chắc khoảng cỡ 5 giờ sáng á là tới nơi. Từ nhà mình chạy tới cái vị trí mà tụi mình bắt ghé á là khoảng hơn 10 tiếng chưa tính thời gian nghỉ ngơi. Đấy. Thì có gì mình sẽ quay và update tiếp cho mọi người xem nhá. Đây, thì cái giá dầu hiện tại đây là 2 đồng 9 sen. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy đổ dầu. Ủa nhưng mà chưa trả tiền mà sao đổ? Lấy tiền. Rồi. Âm ở đây mạnh ghê. Lần đầu tiên đổ ở cái chỗ như thế này lắm á. Cái này, cái chỗ này là 24 giờ nhá. Cho nên tụi mình đi chơi buổi đêm là phải canh me mấy cái chỗ này. 100 đồng rồi. Chưa đây. Rồi. Đó, vậy là đầy bình rồi. Rồi bây giờ dọt tiếp. Ồ, lạnh quá. Tới rồi mọi người. Đây, trên bản đồ ghi còn cái khoảng 8 phút nữa là tới nơi. Tới cái địa điểm để bắt ghé. Đó. Một mình lái xe chuyến đi này. Đó. Lúc khởi hành ở Melbourne á là 8 rưỡi tối. Đây. Bây giờ là giờ Melbourne là đang 8:13 và gần 12 tiếng hả? Hơn 12 tiếng chứ. Đấy, ghê chưa? Rồi, tới nơi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Thời tiết hôm nay được cái là đẹp này. Đấy, bóng nắng nóng quá thôi. Chứ bầu trời là trong xanh xanh đẹp rồi. Đấy, để coi hôm nay bắt được cái gì nhá. Xin chào mọi người, tụi mình đã tới nơi nhá, tới địa điểm mà bắt ghé nhá. Đây, thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay qua cho mọi người xem cái địa điểm này. Đấy, location thì mình sẽ để ở dưới cái phần thông tin trong cái link YouTube của mình nhá. Trong cái video này, trong cái video này. Đấy. Này, sáng sớm mà người ta đã đi câu nhiều rồi này, thấy chưa? Quá đẹp luôn. Bây giờ tụi mình chuẩn bị lột đồ xuống để đi ra câu với bắt ghẹ. Đó, thấy đồ qua trời không? Đây, đi có mấy ngày thế ạ. Sau này nè. Được chưa? Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là cái địa điểm mà tụi mình thường đi bắt ghẹ xanh, Blue Swimmer. Đây, đây là cái địa chỉ là Atrosan Chetty. Đó. Thì đây là đồ nghề của tụi mình, vừa bắt ghẹ mà vừa thử câu cá. Tại mình chưa bao giờ thử câu cá ở đây hết á. Mà ở đây mình nghe bảo là nổi tiếng là câu cá với câu mực nữa, nhất là câu mực. Đó, thì hôm nay mình cũng sẽ thử để xem thế nào.
Đây mình thì cầu mình vác nhiều đồ á, thì để đồ trên cái trolley này này, kéo đi nó khỏe hơn. Chứ xách nguyên cái đống này mà hai đứa xách cũng oải lắm á. Đó, đẩy cái này thoải mái hơn, mà đầy đủ đồ nữa. Chút có ghe xách về, có thầy lên cái xe này kéo đi nó khỏe. Ở đây cảnh đẹp thật đấy chứ. Rồi đây, tụi mình thường thường đi ra tới gần cuối cái chesty này, cái chỗ mà có cái ghế á, để ngồi đây vừa canh ghé vừa canh cần câu cho nó tiện. Đây, giờ bây giờ chuẩn bị lấy lồng ra để set up này, mà quay cho mọi người xem cái bảng thông tin ở đây trước cái đã. Đây, đây là những cái loài hải sản mà sẽ có ở cái vùng này. Và ở đây là có cái bảng để cho mình biết cái kích thước cần cái kích thước để được bắt nữa. Đó, thì đây mình chỉ cho mọi người xem cái con Blue Swimmer nhá, con ghẻ xanh nhá. Đó, cái size nhỏ nhất là 11 này. Đó, mà một người á là chỉ được bắt nhiều nhất là 20 con thôi. Thấy chưa? Còn cái này á là đi chung thuyền hoặc là đi chung trên xe, khi mà người ta kiểm tra là kể cả các bạn đi 4 người hay 5 người thì lúc mà kiểm tra trên chiếc xe đó hoặc trên cái thuyền đó là chỉ được 60 con thôi. Đó, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận cái này nhá. Đó, xe đi 4 người hay là 5 người hay là 2 người, nói chung là một người á, thì chỉ được 20 con, mà là tổng tất cả là được 60 con nếu mà bị kiểm tra nhá. Đấy, thì mọi người nhớ nhá. Rồi, còn đây là cái cách đo này. Đây, đó từ cái mai, đúng không? Base của cái nhọn nhọn này. Ừ. Đây, đo từ cái nhọn nhọn này. Không, từ base của nó. Là từ cái góc chứ nó. Từ cái chỗ bự bự á. Ừ, là đo từ trong cái góc nhọn này của nó này. Đó, thấy chưa, thấy nó vẻ chưa? Đi qua tới bên này, chứ không phải đo ngoài cái góc nhọn đâu nhá. Đó, cho nên nếu những cái con mà nó hơi hươm hươm, nó gần 11 sáng á, thì theo mình tốt nhất là đừng cần nên lấy. Đấy, sẽ làm cho người khác không có happy. Đó, tại ghè đấy nhiều lắm, cho nên mình chỉ cần lấy những con to thôi, chứ không cần phải lấy những cái con mà nó sấp xỉ 11 hoặc là nó hơn 11 tí nhá. Đấy, thì nhớ từ trong này này, chứ không phải ở ngoài góc nhọn này này, hiểu chưa? Rồi từ đây đo qua đây. Đó, đây cái lồng bắt ghè thì mình để trong cái túi này. Mình bị mất mấy cái cho nên là hôm qua mới chạy đi mua một cái mới, để bây giờ set up cho mọi người xem luôn, thấy chưa? Thì để làm cái này á, tốt nhất các bạn sắm một cái kéo mà loại kéo bự này này. Kéo giống như kiểu cắt canh á, đấy. Cable tie. Rồi cái này là cái này mình tự chế này. Cái này là kỳ lưỡi người ta bán ở ngoài bán đinh nhá. Đấy, là như vậy. Đây. Yeah, xong mình mua về mình cắt ra. Rồi mục đích là gì? Mục đích á là mình sẽ cho mồi vào đây. Đó, xong cái mình buộc vào dưới này. Rồi đến khi về mình chỉ xong rồi lấy cable tie buộc lại. Đến khi về á, mình chỉ tháo một cái cable tie, mình lấy mồi ra mình cất lại. Để ngày mai hoặc tối nay mình muốn đi á, thì mình cho vào lại, là dễ hơn là các bạn buộc trực tiếp mồi vào đây. Thứ nhất là nó dễ rớt ra này. Thứ hai là mồi nó hay bị nát. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra cho mọi người xem cái mồi mà tụi mình thường xài để bắt ghẻ là mồi gì nhá. Cái này là đúng là độc luôn á. Mình nghĩ ra sau mấy lần đi bắt ghẻ thì mình thử nghiệm thì thấy khá thành công. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem này. Biết cái gì đấy không? Đây là cá chép. Cá chép này là đi câu sống á. Xong cái nhắm trước khi đi bắt ghẻ á, thì để dành về xong rồi chặt khúc ra cho dễ, rồi đem tới đây là bắt đầu thả vào lòng thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy ra để bỏ vào lòng nhá. Ừ. Cái này hơi to.
Đây, lấy khúc này trước cho dễ này. Đây gió to thì mọi người cẩn thận là mấy cái túi ni lông này nè, để ở ngoài nó bay mất nhá, cho nên là cất liền luôn. Đó, trong cái hộp để lỡ chuột con cất lại chứ, không là bay mất. Đấy, thì nó sẽ kiểu như vậy này. Rồi cho xuống dưới này. Đây, mình có loài ngắn hơn này. Đấy, thì trước tiên á, buộc bốn cái góc trước. Đây, thì mình đã buộc bốn góc như vậy rồi, mọi người thấy chưa? Đó, bây giờ á, phần sau này mình gấp đôi lại thôi, không sao này. Bây giờ mình buộc một sợi đây, một sợi đây và một sợi bên này để cho nó khỏi trượt ra nhé, là xong đó, là thả xuống đó. Ok rồi, cái dây cây bộ thái này mọi người cắt ra cho nó gọn nhá. Đó, đây là lý do vì sao mình cầm cái kéo này, tại cắt cho nó đỡ đau tay. Rồi xong cái này á, mình để lên cái xe của mình khỏi vứt rác bừa bãi nhá. Thường thường á, mà đi trước khi ném á, thì các bạn kiểm tra coi cái dây nó đủ dài không nhá. Cái này mình mới mua mà thấy cái cuộn dây là cho sẵn này, nó thấy nó cũng tầm tám, cho nên là mình sẽ ném thử trước. Nhưng mà trước khi ném á, mình khuyên các bạn là buộc vô đây trước này nha, chứ không ném nhiều khi bị tuột tay á, nó rớt mất là chết. Buộc cho chặt chứ không là tuột ra. Rồi bây giờ thử ném phát đầu tiên nha, coi cái may mắn này. Không cần ném xa đâu các bạn. Đây, mình ném cho mọi người xem. Đó, mình chỉ thảy xuống như vậy thôi. Đó, rồi các bạn coi này, khi nào mà nó xuống dưới đáy á, mà thấy cái dây nó chưa cắn á, là ok. Đây, như thế này, thấy không? Đó, là nó chạm đáy rồi mà vẫn còn dây. Rồi, thả như vậy. Bây giờ set up tiếp cái khác, xong rồi ném tiếp. Rồi, bây giờ mình sẽ nhờ vợ mình set up mấy cái lông còn lại, để mình set up mấy cái cân. Hôm nay mình sẽ thử một cân câu mực mà câu bằng bằng phao, nghĩa là thả cái phao đó cho nó tự trôi cả cái mà câu mực á. Rồi coi mấy cân còn lại mình sẽ thử câu cá. Rồi nếu câu được gì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhá. Nãy giờ chắc được 10 phút rồi hả? Dạ, yeah, khoảng 10 phút rồi. Bây 10-15 phút gì đó. Thì mình thử xem hôm nay có lọc sớm chứ nhá. Kéo thử cái lông lúc nãy mình thử đầu tiên này. Cũng có lọc nhưng mà lọc này lọc đều. Mọi người biết con cua này là con cua gì không? Để cho mọi người xem kỳ này. Con này là giant crab á, đúng không? Đó, nhưng mà con này là nhỏ lắm. Con này chỉ là shore crab. À, shore crab à. Ừ, con này nhỏ lắm cho nên là không có lấy đâu. Giờ ném lại luôn nha. Rồi, mới như vậy có là vui rồi. Nhìn ném lại tiếp này, đi xem này. Đó, ném nhẹ nhàng vậy thôi. Check luôn mấy cái này ha. Đây này. Cái này lông bị lồi. Đó, nó phải như vậy. Rồi,
Tới sớm quá. Nhưng mà kệ, kiểm tra thử cho biết. Này nhá. Chưa có gì, cho xuống luôn. Rồi, bây giờ set cân tiếp. Con này đúng là con trai ăn. Còn lúc này con này to hơn á. Ừ. Con này nhìn thấy đúng cái căng của nó luôn. Yeah. Rồi, con này quá nhỏ, không được lấy, phải thả lại. Đó. Wow. Con to đùng này không được chạy đấy. Ui, nó gắp được cái miếng thịt luôn kìa. Để cái trong túi đây. Đứng để anh ấy nhá. Sao đâu, kịp nữa. Bọn đi hằn mỏng á. Bơ. Cái càng hằn gãy nhanh kìa. Đo kỹ lại cho mọi người xem này. Từ cái góc này này, thấy chưa? Mười hai. Thì mọi người thấy chưa này? Từ cái góc này, lúc này mình nói này, qua từ cái góc bên này, chưa? Ta lấy. Đó. Này, số 12 này. Rồi. Dư tiêu chuẩn. Cho vô thùng, con đầu tiên của ngài. Có lên để chụp hình. Hả? Có lên chụp hình. Đây, đã chưa? Để mình xoay lại này. Thấy môi cá chép của mình ngay không? Cho nên mọi người, một mà đi bắt gà xanh là nhớ chuẩn bị môi cá chép nha. Bả đào luôn. Giờ, để thả vào trong thùng đã, sau khi ném lại. Rồi, thử cái tiếp theo này. Đó. Môi cá chép mài đỉnh. Màu khác. Thơ hơn tí. Cá thể nhỏ lắm. Được. 11. Hơn 11 tí. Yep. Đây. Đã chưa? Rồi giờ kéo thử cái này nhá. Không có gì. Đây, mình mới bắt con này lên này. Mà nó nhỏ, cho nên phải thả. Nhưng mà đo lại cho mọi người xem cái cách đo chính xác nhá. Trong cái thước ấy. Từ cái góc trong này này. Bên này đi, bên này. Đó, thấy chưa? 10.6 nữa. Đó. Là phải đo sát vào trong đó luôn, chứ không phải đo ở ngoài cái dài này đâu. Đấy, chưa? Vào đây này. Đó, 10.6. Nhỏ nhất của nó là 11, cho nên con này là phải thả nhá. Đừng có bắt nhá. Yeah. Đó. Chia sẻ với mọi người thành quả của vợ chồng mình. Sáng nay là đi cả đêm hôm qua. Sáng nay mới tới nơi chưa kịp ngủ luôn. Đi ra cầu quất luôn. Đó. Thì được 6 con. Đúng sai thì mang về. Con chưa kể mấy con mà cỡ 10 xăng rưỡi với gần 11 xăng là tụi mình thả hết. Đó, chỉ lấy 6 con này thôi. Đó. Là tới nơi chưa làm gì là có 6 con về hấp bia cho vợ ăn ấy. Quá hợp lý. Ok, để tối nay mình nghỉ ngơi xong rồi tối nay mình đi ra bắt tiếp. Rồi quay cho mọi người coi cái cảnh
bắt ghé vào ban đêm là như thế nào nhá. Hai đứa mình mới tới cái Caravan Park và mới lấy phòng xong. Đó, thì cái chỗ này rất là tiện luôn. Chỗ này mà từ đây đi ra cái chỗ mà bắt ghé là chắc 2 phút lái xe hả? Yeah, cỡ tầm đó thôi, 2 phút lái xe. Đó, thì bây giờ đây là cái cabin tụi mình thuê. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem là như thế nào nhá. Rồi một mọi người có đi thì thuê ở đây. Ok. Nhìn ở ngoài thì đẹp lắm. Nhìn trong lịch sử. Đây. Giường rộng, tủ lạnh, bếp đầy đủ, TV, phòng ăn. Nhìn chưa? Ngoài kia là có cái giường lớn rồi, xong ngay trong, wow, có thêm cái giường tầng, 3 tầng nữa. Wow, ở thoải mái luôn á. Cái này ở chắc phải được ít nhất 5 hoặc 6 người nếu mà muốn nhét vào. Đây, tủ đựng đồ. Đây nhà tắm này. Toilet. Nó cũng có gọn gàng, nói chung là đi chơi như thế này là quá hợp lý rồi. Đây. Đây cái bồn rửa mặt. Đó. Trời. Phòng như thế này mà có được hai vợ chồng ở buôn mọi người. Đây có điều hòa hẳn hoi nha. Thấy chưa? Đó. Quá hợp lý luôn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ unpack đồ để vào nghỉ ngơi tí, tại cả đêm quá. Mình lại xe nguyên đêm. Chưa được nghỉ rồi. Mà sáng nay tới là tới sớm. Lấy phòng 2 giờ mình được lấy. Đó. Cho nên giờ 12 giờ mình lấy phòng rồi. Mà tới sớm làm gì thôi, tranh thủ ra quất mấy con gà. Tối nay có chút nữa có ăn. Đó. Xong rồi tối nay nghỉ ngơi chút xíu, chiều tầm 5 giờ lại đi ra bắt tiếp. Tại vì 8 giờ là thủy triều cao nhất. Đó. Phải ra sớm. Đây mọi người thấy khổ không? Thì chỗ này ấy, là nó cho nấu gà ở trong phòng. Đó. Cho nên là phải đi ra ngoài nấu. Mà ở phía cái chỗ nấu ăn ở ngoài ấy, là đã có người nấu rồi. Mà tụi mình sáng giờ ham bắt gà chưa ăn gì hết, đói bụng quá. Cho nên là cho lên cả cái nồi chest boil của tụi mình luôn. Đó. Chơi chế luôn. Mà cái nồi này nó bự so với cả cái bếp của mình. Cho nên mình phải ngồi giữ này. À, được cả cái bếp này á, thì nó nóng nhanh. Cho nên là ngồi chịu khó giữ như vậy. Chứ đợi người ta nấu xong ăn xong rồi. Ăn biết tới bao giờ luôn á. Coi được xôi chưa? Đó. Một tí nữa xôi là cho ghé vào là thôi. Quất thôi. Nước xôi đôi. Giờ cho ghé vô. Để hấp thôi. Rồi, để nắp lại. Đợi xôi lại thêm phát nữa là beautiful. Cho mọi người xem này. Đã chưa? Lục trình rồi đó. Giờ chuẩn bị vào quất thôi. Ba chết ba chết. Cho mọi người xem thành quả của hai vợ chồng mình sáng ngày hôm nay. Đó. Bắt được một ít ghẹ. Đem về hấp. Đây, còn đây là chân muối thần thánh vợ mình làm. Trời, cái muối này mà chấm ghe tươi như thế này nữa thì thôi. Ui chà, bà chơi bò chẹt luôn. Rồi, xin mời mọi người nha. Rồi, bây giờ con này mình bóc thử cái càng trước này. Chà, cái thịt này. Đã chưa? Chấm thử cái miếng muối coi. Mời mọi người nha. Thịt bay, tao là ngọt lim luôn. Wow, thịt ngọt ghê. Lần cuối cùng tụi mình đi là chắc từ 2019 á. 2019. Đó, mà do dịch Covid á, cho nên là không đi được. Cuối năm vừa rồi book đi rồi, mà cuối cùng sơ biên giới của mấy cái tiểu bang á, nó đóng cửa. Đó, cho nên là phải hủy cái chuyến đi. Nhưng mà đợt này là tranh thủ nghỉ lễ dài ngay, cho nên là cố gắng đi. Này, coi cái thịt từ cái càng lóc ra này mọi người. Nhìn là tươi đá không? Đó, chấm tí muối. Rồi. Cho vào miệng. Cua tươi mình từ bắt
À, ghẹ. Ghẹ tươi tươi bạch. Ăn thịt nó ngọt lim luôn. Làm thêm chai bia nữa. Trời nắng nóng nữa. Ôi trời. Còn gì bằng hả mọi người? Còn gì bằng? Xin mời mọi người nha. Đó. Thì á, đây là ngày hôm nay. Clip đi từ Melbourne tới South Australia để bắt cái con gà tươi. Sáng sớm tới là chưa kịp ngủ luôn, cháy xuyên đêm mà chưa kịp ngủ. Sáng sớm tới là vác đồ nghề ra, mọi thứ chuẩn bị sẵn á, tranh thủ ra chịu khó một tí. Giờ tự nhiên có cái bữa ăn nó ngon mà vui nữa. Đó, thì mọi người ai mà có thời gian á thì cố gắng sắp xếp đi chơi cho vui nha. Còn tối nay mà mình đi bắt thêm được nhiều nữa, mình sẽ quay lại cho mọi người xem tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.